Xin chào mọi người. Thì đối với Vi, có vẻ vừa rồi sau khi được trở thành nữ chính của phim 11 Niềm Hy Vọng nói về bóng đá, thì đó giống như là bước ngoặt trong cuộc sống của Vi. Vì ngoài việc thay đổi cuộc sống của mình, thì Vi dần nhận ra rằng là Vi bắt đầu có một sự quan tâm nhất định đến bóng đá. Thì rất là may mắn, đó là trong đợt vừa rồi Vi có theo dõi những trận thi đấu của U23 Việt Nam. Thì Vi dần nhận ra rằng là có lẽ mình đã sai rồi khi mà không biết đến bóng đá sớm hơn. Vì thật sự, chính cái trận bán kết vừa rồi của U23 làm cho Vi có cảm giác rất là hạnh phúc, rất là vui. Lần đầu tiên Vi có cái cảm nhận rằng là có bóng đá với rất là nhiều người xung quanh, cùng mỗi sự quan tâm, sự náo nhiệt, mọi người vui mừng, hò hét, có nhiều người khóc. Và thậm chí bản thân Vi lúc đó cũng suýt khóc, tại vì trận đấu quá gay cấn và kịch tính. Thực sự thì vừa rồi U23 đã quá hay để khiến cho một cô gái như Vi bắt đầu yêu bóng đá nhiều hơn. Vi biết với cái tăng là một đội rất là mạnh, thì vừa rồi đã đánh bật Hàn Quốc ra ngoài. Và điều đó thì thực sự gây áp lực rất lớn cho Việt Nam. Nhưng Vi biết thật ra thì U23 Việt Nam đi đến nay có thể được cho là kỳ tích. Nhưng sau trận bán kết vừa rồi, Vi biết rằng là khả năng của các bạn cực kỳ tốt. Và đây là lúc mà các bạn gặt hái thành quả của mình. Và bây giờ thì Vi xin tỏ tình với Hồng Vi một chút xíu nhé. Duy ơi, Vi biết là hiện tại thì rất nhiều thích Xuân Trường hay là Bùi Tiến Dũng, nhưng mà trong mắt Vi thì Duy là số 1. Vi đã thích Duy từ lúc mà Duy bước vào sân rồi. Mái tóc vàng vàng nè, xong rồi trên sân banh Duy rất là máu lửa, những đường truyền banh cực kỳ đẹp. Và quan trọng hơn rằng là Vi đã có khả năng gây sức ép với đội bạn cực kỳ lớn. Nhưng đối với Vi thì Vi cũng cần một người đàn ông bản lĩnh như vậy trong đời thôi. Nên là Vi thích Vi lắm.